Trong bản kiến nghị gửi đến Ủy ban châu Âu ngày 16 tháng 5, 15 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu do Đan Mạch và Cộng hòa Séc dẫn đầu đã đưa ra những cách thức và giải pháp mới để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Cụ thể, các nước này đề xuất Ủy ban châu Âu đưa ra các cơ chế nhằm phát hiện, ngăn chặn hoặc cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp những người di cư trên biển và đưa họ đến một nơi an toàn được xác định trước tại một quốc gia đối tác bên ngoài Liên minh châu Âu. 15 quốc gia thành viên cũng gợi ý Ủy ban châu Âu nên đơn giản hóa thủ tục đưa những người xin tị nạn đến các nước thứ ba và xử lý yêu cầu của họ tại đó. Luật pháp châu Âu quy định rằng một người nhập cư đến Liên minh châu Âu có thể được gửi đến một quốc gia ngoài khối nơi họ có thể yêu cầu tị nạn nếu có mối liên hệ với quốc gia thứ ba này. Kiến nghị cũng kêu gọi đánh giá lại khái niệm về quốc gia thứ ba an toàn trong luật tị nạn của Liên minh châu Âu. Về tổng thể, các nước tham gia bản kiến nghị muốn Liên minh châu Âu thúc đẩy các thỏa thuận đối tác về di cư, nhất là với những quốc gia nằm trên tuyến đường di chuyển như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc theo hình mẫu thỏa thuận di cư mà Italia đã ký với Albany vào cuối năm 2023. 15 quốc gia tham gia đưa kiến nghị bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Estonia, Hy Lạp, Italia, Sip, Estonia, Litva, Malta, Áo, Ba Lan, Romania và Hà Lan. đang chú ý, Liên minh chính phủ Thiên hữu mới thành lập tại Hà Lan tuyên bố sẽ thúc đẩy các quy tắc nghiêm ngặt nhất từng được áp dụng trong vấn đề tị nạn để kiểm soát tình trạng nhập cư, thậm chí những người không có giấy phép cư trú hợp lệ sẽ bị trục xuất bằng vũ lực nếu cần thiết. Liên minh chính phủ mới tại Hà Lan cũng cho biết sẽ sớm gửi tới Ủy ban châu Âu đề xuất có thể hủy bỏ hoặc lựa chọn không tham gia hiệp ước tị nạn và di trú mà Liên minh châu Âu mới thông qua vào đầu tháng 4 vừa qua.